Giang giải chỉ bài chương tâm, vô thường sĩ đoạn mầm ất phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, bậc thế tôn hiển chân như độ đời. Xoa kha tô pha ga hòa ta thầm mô sanh đến thi cô a ca li cô a na di cô bành chánh tăng quê đi tâm bồ huỳnh nhu hi ti. Pháp bất diệt, cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn lý luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supatipanno Phagavato Sāvaka Saṅkho Ucupatipanno Phagavato Sāvaka Saṅkho Nyāyapatipanno Phagavato Sāvaka Saṅkho Sammi Chipatipanno Sāvaka Saṅkho Yadidaṃ Chaṇṭhāri Purisā Yugāni Antha Purisā Puṅgalā Esa Phagavato Sāvaka Saṅkho Ahunayo Bahunayo Daṃ Khinayo Anchalikaraniyo Anuttaraṃ Puṇyakhetaṃ Lokasāti. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Vạn đà mi chê ti văn sam băng sam bát tha nê su ba tín thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bùa tha du băng sa ca lăng sa đa vạn đà mi chê ti văn sam băng sam bát tha nê su ba tín thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bùa tha du băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê ti văn sam băng sam bát tha nê su ba tín thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bùa tha du băng sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu, trầm hoa cúng dường. Sam bê sanh ta a quê ra hoan tu su khi ta hoan tu nên đung kha hoan tu âm gia ban cha hoan tu a ni kha hoan tu ri kha du kha hoan tu a đô kha hoan tu sam ban ti hi sam minh chanh tu su khi an ta năng ba ri ha ran tu đồng khám ban ta cha ninh đung kha phá dâm ban ta cha niệm phá gia số cầm ban ta cha ni số ca hoan tu sam bê bị ba ni nô. Nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh ba cõi sáu đường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu thống khổ luân hồi tiêu tan, rời xa nhiễu hại nguy nan, bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lợi cầu, chúng sanh ít bệnh sống lâu, thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ khổ não đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tiếc thương, bao nhiêu tai nạn ưu phiền từ ly, ngưỡng cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn. U ca sa ma văn phạn tê quy sùng rắc kha nấn tha gia ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni gia cha ma.
Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm ti ma dằng bạn tê quy sùng rạc kha nan tha gia ti sa ra ni na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằng phành tê quy sùng rạc kha nan tha gia ti sa ra ni na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư Nguyên Thông, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bua đa hăng xá ra năng gà cha mi đa hâm măng xá ra năng gà cha mi sang gà hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti dạm bi. Bua đa hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti dạm bi đa hâm măng xá ra năng gà cha mi đưa ti dạm bi sang khăng xá ra năng gà cha mi. Ta ti dâm bi bùa đà hăng sa ra năng gà cha mi ta ti dâm bi đà hâm măng sa ra năng gà cha mi ta ti dâm bi sẵn khăng sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Uthang Saranam Mi Saranam Gacchami, Sangkhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đức tí dầm bí bút thần Saranam Gacchami, đức tí dầm bí thầm mặn Saranam Gacchami, đức tí dầm bí Sangkhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thần Saranam Gacchami, ta ti dầm bi thầm mặn Saranam Gacchami, ta ti dầm bi Sangkhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba.
Tisaranagyanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu panatipata về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya mi musa vada về ramani sikha badang samadhiya mi sura me raya machapa madathana về ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý nói tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat champama dantana ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha badani sadukankato appa madena nicchakalang sammara kittabang. Chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ma phần tê và chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng sile na suga tiên văn ti sile na phô ga sampada le na nipu tiên văn ti tasma si lăng vi so thát giới. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thu Uttamang ge na vande hang ba da bang sung wa ru tamang bu the yo kali to do so bu tho khama tu tang ma mang. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh quay Phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ rài. Uttamang ge na vande hang tham man cha du vi thắng hòa răng tham mê vô khả lý tô đô sô tham mô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thần từ đây. Uttamang ge na vande hang sang khan cha du vi thô tham măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài. Và con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sakkattva buddharatanang o satang uttamang varang hitang devamanusanang buddhate che naso thinana sang tupadava sabbe dukha vupasamang tute
Sakato tham maratanang ausatang uttamang varang parira hupasamanang tham mate jena so tina na sang tumadava sabbe paya vupasamang tute Sakato sangaratanang ausatang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sankate jena so tina na sang tumadava sabbe roga vupasamang tute Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tín Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính pháp bảo như món linh dược tối cao là pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Siết tham thu si tham thu si tham thu y đăng phà lăng e ta min ratanataya min sampasada na che ta so cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Cha con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, cũng như là đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Yang kinh chi kusala kam mang kan tam bang kiriyang mama ka ye na wa cha manasa ti da se sugatang katang ye san ta san ni no an thi ye cha san ta cha san ni no ka tang puan nya pha lang mei hang sam be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang sui di tang din nang puan nya pha lang ma ya ye cha tan thana cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sambe lo kam hi ye santa chi wan ta ha ra he tu ka manu nyam pho cha nan sambe la pan tu mama che ta sa ti. Dạ, bây giờ đạo tràng còn 4 phút nữa và con đã thấy Châu Nguyễn vào lớp. Sa thú Châu Nguyễn. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy Kinh để cho thầy có thể điều khiển chương trình học của ngày hôm nay, thưa thầy. Con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khả. Kính lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông cùng tất cả quý vị trong room. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vi diệu pháp với bài trong 19 tịnh tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì alo quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Nghe rõ ha? Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta cũng có xin thông báo một vấn đề cũng khá là đặc biệt. Và sau gần 2 năm học thì các bạn bên Việt Nam, các học viên đã bỏ công để mà gom góp, thành lập, rồi thiết kế lại và đã xuất hành được quyển sách là Vi Diệu Pháp Cơ Bản. Qua những cái buổi học của chúng tôi thì các bạn đã làm được cái đó và đã ấn tống ra xuất bản và phát hành ra được rồi. Thì cái vấn đề mà làm thành cuốn sách này thì công lớn là do Châu Nguyễn đã bỏ công làm thiết kế sơ đồ, thiết lập, làm gọn lại để mà làm thành sách và phối hợp với lại bé Như Quỳnh để mà rà soát và coi lại hết để mà kiểm duyệt, để mà cho ra được quyển sách.
Cùng đó thì với các bạn Việt Nam như là Trà My, rồi một số bạn có những Phật tử đã cùng nhau là phụ trong công việc này và đóng góp tiền tài để mà in quyển sách ra, thì đây là một công đức rất là to lớn. Bây giờ chúng tôi cũng không rành trong cái vấn đề mà thực hiện nó như thế nào, thì hôm nay trước tiên là mời Châu Nguyễn lên trình bày về cái vấn đề mà lý do tại sao quyển sách được ra đời, quyển sách được có mặt ngày hôm nay và được phân phát như thế nào. Và khi mà Châu Nguyễn nói xong thì xin mời Nguyễn Như có cũng đã viết một bài viết cũng rất là cảm xúc, rất là xúc động về quyển sách này. Trước tiên xin mời Châu Nguyễn, sau đó mời Nguyễn Như nha. Mời thầy. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Viên Thông. Dạ con kính lễ sư Tôn Đức Tăng, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn sức Nguyên Như đã cho em biết tín hiệu. Việc đầu tiên con xin sám hối tại vì hôm nay con có lên chùa Ngọc Đạt chỗ sư Trí Đức để con dâng sách, nên thành ra mọi người đang đọc kinh ở bên trong thì con mới đi ra ngoài nên có thể âm thanh nó hơi ồn, thì con mong đạo tràng thông cảm giùm cho con. Dạ thưa thầy, dạ thưa quý sư, dạ thật ra cái quyển sách này á, đầu tiên là con cũng không có ý định con làm sách nữa, tại vì con chỉ chép lại những cái bài giảng của thầy rồi con mới làm lại để cho con tự học thôi. Nhưng mà cũng có thể là do cái duyên với lại cái phước phận và cũng nhờ chư thiên gia hộ, nên thành ra là khi mà con làm ra cái sơ đồ đó thì đầu tiên là em Như Quỳnh và em Trà My thì con có đưa cho hai em nó xem, thì hai em cảm thấy rất là dễ nhìn. Thì rồi sau đó thì con có chia sẻ với lại sếp Nguyên Như và một vài đạo hữu khác, rồi đến thầy kinh, thì con cũng không có nghĩ là cái đó có thể là nó dễ nhìn hoặc là nó phù hợp với nhiều người, tại vì cái đó con làm theo cái suy nghĩ và cái cảm tính của con thôi. Thì ban đầu con cũng chỉ nghĩ là in ra rồi, nhưng mà đến khi mà nói ra thì Quỳnh nói nếu mà nhiều quá nhiều bài thì có thể là sẽ làm lại, đóng lại thành một quyển sách cho dễ. Thì cũng là nhờ bên nhà của em Quỳnh thì có cũng quen với bên chỗ in ấn, chỗ nhà in luôn, xưởng in luôn, nên thành ra là sau khi mà con làm xong và kết hợp giữa rơm Nguyên Như Kỳ Viên và rơm Phật Giáo Nam Truyền của sư Trí Đức thì con mới đủ bài học và con mới tập hợp lại và con gửi cho thầy kinh xem qua cái bản đó của con, thì thầy thấy là cũng được, cũng có thể sử dụng được để mà làm một cái tài liệu để mà mọi người có thể theo dõi và nhìn vào đó để mà sơ lược lại cái bài học của mình. Thì trước tiên là con, việc đầu tiên của con là con kính tri ân sư Trí Đức vì nhờ có sư thì con mới thông hiểu về cái Pali, con có thể đọc được những câu Pali, những câu pháp cú và sau này là những bài kinh. Thì nếu như không có được sự dạy dỗ của sư Trí Đức thì chắc có lẽ con cũng không có thể đọc những cái câu hoặc là hiểu thêm về những cái bài giảng về diệu pháp của thầy kinh được. Dạ lời tri ân đầu tiên là con kính gửi đến sư Trí Đức. Dạ cái thứ hai là con kính tri ân sư Thanh đã có mở cái room này để con có duyên để con để vào học, và tất cả những quý sư trong room và các anh chị đã động viên con rất là nhiều để cho con có thể, con không có bỏ dở giữa chừng mà con có thể theo được lớp học và có thể giúp được thầy và mấy anh chị để mà con post bài phụ cho lớp. Là con kính tri ân quý sư, con kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và quý chư Tôn Đức Tăng. Con kính cảm ơn thầy kinh
Vì nhờ có thầy thì những cái buổi giảng của thầy con mới có thể con tập hợp lại và con làm ra được một cái quyển sách như thế này. Và con cảm ơn sếp Như Như, vì sếp cũng đã động viên con rất là nhiều. Tại vì sếp cũng biết là khó nên thành ra nếu như mà không có sự động viên của sếp thì chắc con cũng không có theo nổi. Và con có lời tri ân đến sếp Thi Lâm, vì nếu như cũng không có sếp Thi Lâm thâu lại những cái bài giảng đó thì con cũng không có thể nào mà con nghe lại để mà chỉnh sửa, hoặc là những cái khi mà con bổ khuyết vô cái bài học á nó được đầy đủ. Nên con xin tri ân quý sư và thầy và tất cả quý cô chú anh chị đã động viên con rất là nhiều. Thì trong cái quyển sách ấn tống này á, thì bên chỗ cái chú, bên chỗ xưởng in của Quỳnh á, thì chú đầu tiên là chú không có, chú muốn dâng luôn cái phần in sách này, nhưng mà tụi con ở trong này mấy anh chị em cũng có góp lại để mà hùng với chú một chút tịnh tài để mà làm ra được cái quyển sách này. Thì con cũng cảm ơn chú, mặc dù chú giấu tên cho đến bữa giờ, cho đến ngày nay con cũng không biết chú đó tên gì và xưởng của chú ở đâu hết. Tại vì tất cả những cái thông tin con đều thông qua em Quỳnh. Cho nên nếu không có chú thì cũng không có những cái quyển sách mà con có thể con làm ra được do cái thức của con học được. Và việc mà ấn tống á, thì hôm hồi tuần trước con có đến chùa Từ Thiện, tại vì sư Thắp Trang có nói con với Quỳnh đến dự dỗ của ông thân của sư. Thì đó là cái quyển sách đầu tiên con dâng đến sư Thắp Trang. Rồi hôm nay thì hồi nãy con có ghé ngang chùa Xá Lợi Phật Đài trên đi xe của cô Tuyết, thì con có vào con dâng cho sư Thiện Như. Rồi con, hai đứa con dâng một thùng sách là 80 quyển. Và giờ đây thì con đang ở chùa Ngọc Đạt, và lát nữa thì con sẽ qua bên chùa của sư Chánh Định để con dâng theo. Thì con không có đem theo được nhiều, tại vì cái thùng nó khá là nặng, nên con chỉ có thể đem 3 thùng. Con dâng cho mỗi chùa, dâng đến quý sư là 1 thùng. Thì có dịp thì con sẽ dâng thêm. Đồng thời là ở trong nước, ở Việt Nam, mấy cô chú anh chị có thỉnh thì tụi con sẽ gửi bằng đường bưu điện, hoặc nếu như gần chỗ của con với Quỳnh thì con cũng có inbox để nhờ mọi người có thể đến lấy được giùm con, tại vì nó cũng khá nhiều. Thì theo cái danh sách mà mọi người đăng ký ở trên room của trên Facebook Nguyên Như Kỳ Viên Contact của chị Nguyên Như, thì tới ngày hôm qua là con cũng đã thống kê và con đã vào bao thơ hết để con gửi đi được một ít. Còn một ít thì chiều nay về con sẽ gửi. Và là tính tới chiều hôm qua còn thêm một vài người, tính đến sáng nay thì con bận nên con chưa có xem được. Thì đó là cái quá trình mà con làm ra được cái quyển sách. Và chắc có lẽ đây cũng là quyển sách để đời, tại vì con không bao giờ con nghĩ con làm ra được một cái quyển như vậy hết á. Cái này nói thật, đây là cái quyển sách con cũng không biết nói sao, vậy cảm xúc nó rất là khó tả, nhưng mà không nghĩ được mình có khả năng làm như vậy. Thì con cũng có lời con xin dâng cái quả phước mà con đã làm được đến với quý chư tôn đức tăng, quý sư. Con kính dâng đến thầy kinh và quý cô chú anh chị cùng tất cả mọi người. Thì con cầu mong cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh và an vui. Dạ, đây là lời của con. Thì con làm cái quyển sách có gì sai sót á, thì con mong quý cô chú anh chị nếu có nhận cái quyển sách đó và thấy có gì thì có thể báo lại để con hoàn chỉnh cho những cái lần sau này làm sách thì con sẽ cẩn thận hơn nữa. Dạ con nói tới đây là hết ạ. Dạ con cảm ơn thầy, con cảm ơn quý sư. Dạ con xin phép con được xuống mic. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa kính tri ân thật là nhiều những cái lời rất là chân thật của Châu Nguyễn. Dạ kính thưa quý vị, Châu Nguyễn rất là siêng học, bữa nào về là cũng làm bài rồi học bài rồi chép. Quý vị tưởng tượng trong vòng 2 năm cái công của Châu Nguyễn ghi từng cái dòng pháp rất là cực khổ, mà không có phải ghi xuất về vô cuốn tập như mình, mà phải đánh máy rồi từ cái software phải làm ra cái hình, mà từng chút một mỗi năm, mỗi ngày như vậy á, thì giống như là cái có công mài sắt có ngày nên kim, 2 năm trời rất là lâu chứ không phải là mau đâu, mà cuối cùng làm ra được một cái cuốn sách như vậy cho tất cả mọi người đều học hết. Từ cái bài viết của con ở trên Rumu Như Kỳ Viên đó, tất cả con thấy rất đó có nhiều chùa, rất có nhiều đạo tràng, có nhiều ni sư, có nhiều chư tăng đã dùng cái cuốn này, đã xin thỉnh cái cuốn này như là một cái món pháp bảo để mà đem về chùa, để mà giống như là tự học, hoặc có thể là dùng như là một cái giáo trình ở trong lớp học, ở những cái ngôi tu viện. Dạ, con thấy rất là hoan hỷ. Dạ, sau đây con xin đọc lời tri ân, cũng như là lời cảm ơn đến Thầy, đến Chư Tăng về cái cuốn sách này ạ. Lời tri ân. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Già, kính thưa quý vị tử xa gần, trong và ngoài nước. Lớp học Nguyên Như Kỳ Viên in ra mắt với chư vị cuốn sách nhỏ Vi Diệu Pháp Cơ Bản, làm theo giáo trình của lớp học Nguyên Như Kỳ Viên vào mỗi tối thứ sáu bên Mỹ, mỗi sáng thứ bảy bên Việt Nam, trong thời gian hơn 1,5 năm qua. Cuốn sách này được thực hiện qua sự nhiệt tâm soạn thảo, giáo trình và dạy học của Thầy Kinh Milanda. Thầy đã từng là đệ tử xuất gia của Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita và đã theo học Vi Diệu Pháp với Hòa Thượng Bửu Chánh, và cũng nhận được sự chỉ giáo trực tiếp về môn học này của Cố Đại Lão Hòa Thượng Giác Chánh. Với tinh thần học Pháp hành Pháp tinh cần và với tấm lòng bi mẫn đối với thế hệ sau, Thầy Kinh đã đến với lớp học chúng con qua lời mời của Sư Chủ Rum Nguyên Như Kỳ Viên Sư Thanh Tâm. Từ đó đến nay, Thầy đã bỏ công dạy chúng con không hề mệt mỏi, đem cả tâm huyết của Thầy để dành cho thế hệ mai sau. Chúng con thành tâm ghi nhớ và tri ân Thầy Kinh với tất cả tấm lòng thành kính, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì cho pháp thể của Thầy lúc nào cũng được an khang, để Thầy có sức khỏe và tinh thần để dẫn dắt chúng con đi trên bước đường sắp tới. Nói đến lời tri ân sâu xa thì chúng con phải nhắc đến công đức vô lượng của Sư Chánh Định. Ngài đã vào rum Phật giáo Nam truyền của Ngài Trí Đức vào trung tuần tháng 7 năm 2018 để thỉnh mời Thầy Kinh Milanda ra mặt để truyền dạy lại môn Vi Diệu Pháp này cho thế hệ trẻ. Và do nhân duyên này, Thầy Kinh đã nhận lời mời và đã mở ra một bước mới trong Phật giáo Nam truyền về sự truyền bá của môn Vi Diệu Pháp tại hải ngoại cũng như trong nước. Lớp học Nguyên Như Kỳ Viên cũng không thể nào quên được Sư Chủ Rum Thanh Tâm. Sư là đệ tử chân truyền của Đại Lão Hòa Thượng Thiêu Kim Triệu. Với tâm từ và sự tinh cần, mỗi ngày Sư đi vào đạo tràng mở lớp cho chúng con được học tập. Nếu không có tâm ý và sự gấp sức của Sư Thanh Tâm mỗi đêm mở cửa đạo tràng cho chúng con vào học, và nếu không có Sư dùng lòng thành để mời Thầy Kinh về dạy cho lớp Nguyên Như Kỳ Viên, thì tất cả những việc thiện lành mà chúng con đang làm đây đều không thể xảy ra. Nguyên Như Kỳ Viên xin tán thán công đức thiện lành của em Châu Nguyễn, là một môn sinh rất siêng năng và tích cực của lớp Nguyên Như Kỳ Viên. Châu đã và đang vào lớp mỗi tuần để phụ đánh máy và post bài cho Thầy Kinh mỗi buổi học, và sau đó em về chăm chỉ làm lại từng bài học một thành những sơ đồ rất rõ ràng và dễ hiểu cho mọi người có thể theo dõi bài của Thầy Kinh. Nguyên Như Kỳ Viên xin giới thiệu một vị môn sinh khác rất trẻ tuổi và rất thông minh, rất xuất sắc của lớp học Nguyên Như Kỳ Viên, tên là Như Quỳnh. Em là một trợ thủ đắc lực của Châu Nguyễn trong việc post bài trên lớp học cũng như dò lại từng sơ đồ
từng bản thảo trong cuốn sách nhỏ này. Một học viên khác cũng rất là xuất sắc của lớp học Nguyên Như Kỳ Viên chính là Trà My. Em có bề dày kinh nghiệm về kiến thức Phật học cũng như kiến thức chuyên môn về thánh ngữ Pali. Trà My cũng giúp đỡ lớp rất nhiều trong việc post bài cho thầy kinh và cũng đã hùng phước trong việc in ấn cuốn sách nhỏ này. Một nhân vật khác cũng rất quan trọng của lớp Nguyên Như Kỳ Viên chính là giọng anh vàng của MC Nguyên Trang. Mỗi lần Nguyên Trang cất tiếng đọc kinh Pali thì cả lớp học như nín thở ngồi nghe với tâm thật thành kính, thật hoan hỷ. MC Nguyên Trang đã tạo nên một khí thế ham học cho lớp Nguyên Như Kỳ Viên. Rất xa thú công đức lành của Nguyên Trang đã hỗ trợ cho lớp Nguyên Như Kỳ Viên trong bao năm qua. Nguyên Như Kỳ Viên cũng xin tán thán công đức thiện lành của Thi Lâm, một vị môn sinh lúc nào cũng rất khiêm tốn và thích ẩn danh, là người thâu bài cho tất cả các room của Phật giáo Nam truyền trên Pao Thoát. Không có sự trợ giúp của Thi Lâm thì Châu Nguyễn và Như Quỳnh không thể nào quay trở lại để nghe những bài pháp bổ khuyết cho từng bài học. Nguyên Kỳ Viên xin thay mặt Phật tử khắp nơi kính tri ân tất cả các vị mạnh thường quân ẩn danh đã đài thọ phí tổn cho việc in ấn cuốn sách Vi Diệu Pháp cơ bản lần này. Nguyên Như Kỳ Viên cũng xin tri ân tất cả chư tăng ni Phật tử đã ủng hộ cho room Nguyên Như Kỳ Viên hơn 4 năm qua. Nhờ có công sức của mỗi người trong chư vị mà Phật giáo Nam truyền thêm được bền vững và truyền lại cho thế hệ mai sau. Ý đằng mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tú, phước lành này của chúng con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Ý đằng mê buồn nhằn níp bà nát xác bách cha dồ hồ tú, phước lành này của chúng con nguyện là duyên thành tựu được niết bàn. Má má buồn nhá phà gần sắp bá sắc tà nằng phà chề mít, phần phước của chúng con xin chi điều đến tất cả sanh linh. Tề sắp bề mề xá năng, buồn nắp bà phà gần, lá phành tú. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy. Những việc thiện lành do chúng con làm nơi đây, tuy kẻ nhiều người ít, kẻ trước người sau, song về phần phước thiện thanh cao, tất cả chúng con nói chung, mỗi người trong chúng con nói riêng, phước thiện đồng đều nhau cả thảy. Xin thưa sách thỉnh không bán, xem như là một món quà pháp bảo để tặng đến chư vị có tâm nghiên cứu và học hỏi phần luận tạng cao thâm của Đức Thế Tôn. Quý vị muốn xin thỉnh sách, xin vui lòng nhắn tin vào comment dưới đây. Chỉ cần trả tiền cước phí, cho Nguyễn và Như Quỳnh sẽ gửi trực tiếp đến cho mọi người. Và đây là link PDF của cuốn sách Vi Diệu Pháp cơ bản. Quý vị có thể trở lại đọc bài tri ân ở trên Facebook của Nguyên Như Kỳ Viên và có thể inbox cho Châu Nguyễn và cho Như Quỳnh vào bất cứ thời gian nào cũng được. Và bây giờ con xin dâng mic lại cho thầy Kinh để cho thầy có thể điều khiển chương trình học của ngày hôm nay thầy. Tán thán công đức của Châu Nguyễn, Như Quỳnh, Trà My, Nguyên Như cùng tất cả những vị đã có công đóng góp để cho ra đời quyển sách này, rất là hoan hỷ. Người cuốn sách này nghe nói là giờ muốn gửi qua Mỹ thì không biết cách nào, không biết có thể gửi được không, thì để Châu Nguyễn tìm cách này đang gửi qua, không biết không có đăng ký gì đó. Ở Việt Nam cũng hơi rắc rối qua vụ này, để Châu Nguyễn như vậy Như Quỳnh giải quyết cái bài này. Còn nếu không được thì chắc Nguyên Như phải tìm cách in ấn như bên đây để có ai cần xin thì mình muốn thỉnh thì mình gửi cái đó để quý vị giải quyết nha. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học Vi Diệu Pháp ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahant samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavaṃ taṃ abhivādayami. Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi.
Supatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṁ namāmi Samma sambuddhammatulaṁ sacchathaṁ manuttamaṁ avivādiyapāsesaṁ avidhammatthasanghaṁ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sa Khai. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về một trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì trước chúng ta học cái tâm sở hành xả. Hôm nay mình học cái tâm sở những cặp tâm sở tịnh thân, tịnh tâm. Thì những tập tâm sở tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, thích thân, thích tâm. Phần thân thân chánh tâm chánh tâm ha, thì giờ mình đi trước cái phần tịnh thân tịnh tâm và học tiếp tịnh thân tịnh tâm. Bali ha. Dạ, mình ở bên Mỹ nhưng mà nghe nó phải có đăng ký gì đó chưa rồi. Nghe nó phải có đưa cho kiểm duyệt gì tùm lum tùm la, là cái này hơi rắc rối. Chứ không nó không cho đi đâu. Nó còn có vùng rành gì này. Rồi, tâm sở tịnh thân tịnh tâm. Ca gia bát sát thi, chích ta bát sát thi. Rồi, xin chào mọi người, bát sát thi. Bát sát thi. Bát sát thí hai chấm là trạng thái an tĩnh, yên lặng, tự tại. Là trạng thái an tĩnh, yên lặng, tự tại. Từ Mỹ gửi đi, cái Mỹ đi khác rồi, còn này sách mình in bên Việt Nam á, giờ muốn đem qua Mỹ là khó. Thì bạn phải yên an tĩnh thì bạn tự tại. Rồi ca giá bát sát thi, ca giá bát sát thi là ca giá ghi với ca giá bát sát thi chưa? Ca giá bát sát thi. Rồi. Và tâm sở làm yên tịnh các tâm sở khác bằng tịnh thân. Tâm sở làm yên tĩnh các tâm sở khác gạch chung cái tịnh thân. Xuống dòng chích tá bát sát thí, chích tá bát sát thí hai chấm tâm sở làm yên tịnh tâm bằng tịnh tâm. Chích tá bát sát thí. Rồi, tức là ý nghĩa của hai cái tâm sở này, tịnh thân tịnh tâm á, thứ nhất là ca giá bát sát thí đó, cái gì là đây nói là tịnh thân, tức là không có nghĩa là tịnh về cái thân này, mà ca giá bát sát thí nghĩa là nói tâm sở này đó, cái tâm sở ca giá bát sát thí này á, nó làm cho những cái tâm sở khác á, nó được yên tịnh, được lắng động, được là yên ngắn suốt, thì lúc đó gọi là tịnh thân, tức là ca giá bát sát thí. Chúng ta đừng có hiểu là cái giới thân này là thân xác, mà giới thân này coi như là tâm sở làm cho các tâm sở khác được tỉnh, thì được gọi là tỉnh thân. Còn cái chích tá bát sát thí, tức là tâm sở này, cái chích tá bát sát thí này nó làm cho cái tâm, thì trong trong cái phần danh pháp thì có tâm và tâm sở, thì như vậy cái chích tá bát sát thí này nó làm cho tâm được yên tĩnh,
làm cho cái tâm được yên tĩnh, còn cái ca giá thì làm cho tâm sở được yên tĩnh. Thì hai cái này nó phối hợp với nhau, nó làm cho danh pháp được cân bằng, được yên tĩnh, được thanh tịnh. Thì như vậy được gọi là ca giá bát xá thí và chích bát xá thí, là hai hai cái tâm sở. Rồi tiếp đến là chúng ta đánh cái hoa thị đầu dòng, đặc tính của bát xá thí. Đặc tính của bát xá thí là tiêu trừ hay làm giảm dịu tình trạng nóng bỏng của dục vọng, là tiêu trừ hay làm giảm dịu tình trạng nóng bỏng của dục vọng. Ai đang mới vô rồi không? Nãy giờ người ta khen giọng quanh vàng quá chừng mà không chịu vô. MC với giọng quanh vàng Nguyên Trang làm chấn động pha thoát này. Rồi tức là cái đặc tính của cái bát sát thí đó là tịnh đó. Tức là cái đặc tính này á của hai cái tâm sở này nó làm cho tiêu trừ hay nó làm cho nó giảm lại, dịu lại những cái tình trạng mà cái sự mà sôi nổi, cái sự nóng bỏng của những cái lề xá hoặc là những cái dục vọng. Cho nên cái tâm sở này nó làm cho cái tâm mình nó được lắng động lại, nó dịu lại, nó yên tĩnh lại, nó không còn có chạy nhảy mông lung theo những cái dục vọng nữa. Rồi xuống dòng đánh đánh qua thị dòng ha, đối trị với phóng dật. Xuống dòng gặp đầu dòng đối trị với phóng vật, tức là cái tâm hai cái tâm sở này nó có cái cách mà phương thức mà nó trị đối trị thẳng với lại phóng vật. Tâm phóng vật là cái tâm mà chao đảo phóng vật chạy nhảy mung lung, tâm loạn động, thì cái tinh thân tịnh tâm này nó làm trị cái phóng vật này. Khi mình tu tập về thiện pháp thì những cái tâm sở phóng dật này nó bị loại trừ, nó bị làm cho tiêu trừ đi. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ bát xá thí này, đặc tính của nó là như vậy. Rồi chúng ta biết nó có những cái từ ngữ mà thường thường người ta sử dụng để mà nó tương quan với cái chữ bát xá thí này, là nó có những cái từ ngữ tương quan và làm cho tiếng tiếng bật lên của cái bát xá thí đó. Tức là yên lặng, tức là làm cho được cái sự yên lặng của tâm, làm cho tĩnh lặng, trầm tĩnh trước những cái sự đau khổ. Khi mà cái sự mà tu tập về cái những cái pháp này nó được tăng trưởng, thì làm cho yên lặng, làm cho tĩnh lặng, làm cho lắng dịu những cái sự đau khổ, hoặc là làm cho an tĩnh xuống, và trạng thái tâm sở được an tĩnh xuống, được là như là yên lại, không có còn có bị chao đảo nữa. Thì đó là những cái từ ngữ mà tương quan để ta sử dụng đó như vậy. Rồi 10 pháp được yên tĩnh do hai chấm, 10 pháp được yên tĩnh do một lời nói được yên tĩnh do chứng sơ thiền. Lời nói được yên tĩnh do chứng sơ thiền. Số 2, tầm tứ được yên tĩnh do chứng nhị thiền. Tầm tứ được yên tĩnh do chứng nhị thiền. Số 3, hỷ được yên tĩnh do chứng tam thiền. Hỷ được yên tĩnh do chứng tam thiền. Số 4, hơi thở ra vào được yên tĩnh do chứng tứ thiền.
hơi thở ra vào được yên tĩnh do chứng tứ thiền. Số 5, sắc tướng, sắc tưởng được yên tĩnh do không vô biên xứ. Sắc tưởng được yên tĩnh do không vô biên xứ. Sắc tưởng được yên tĩnh do không vô biên xứ. Số 6, không vô biên xứ được yên tĩnh do thức vô biên xứ. Số 7, thức vô biên xứ được yên tĩnh do vô sở hữu xứ. Số 8, vô sở hữu xứ được yên tĩnh do phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vô sở hữu xứ được yên tĩnh do phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Số 9, thọ tưởng được yên tĩnh do nhập diệt thọ tưởng định. Thọ tưởng được yên tĩnh do nhập diệt thọ tưởng định. Số 10, các phiền não tham sân si được yên tĩnh do đoạn tận các lậu hoặc. Các phiền não tham sân si được yên tĩnh do đoạn tận các lậu hoặc. Rồi, đó là 10 cái pháp mà được yên tĩnh do, tức là được yên tĩnh là được sự vắng lặng, được cái sự mà tịch tịnh, à, tức là những cái lời nói, thứ nhất về lời nói nó được yên tĩnh, tức là về lời nói được là vắng lặng, à, nó do chính vì không có còn lời nói nữa thì từ cái lời nói vắng lặng người đó chứng thiền, bởi do là không có lời nói, à, không còn có tầm tứ suy nghĩ để nói này nói kia nữa, người này an trú vào trong sơ thiền do lời nói được yên tĩnh, à, thì đó do chứng được sơ thiền. Rồi số 2, do tầm tứ, tức là do hai chi pháp này trong cái thiền, chúng ta thấy có tầm tứ phỉ lạc định tâm chỉ thiền, thì do tầm tứ nó được yên tĩnh, tầm tứ nó được lặng, được vắng lặng, thì do như vậy tầm tứ không có mặt được yên tĩnh, đây chúng ta nên hiểu là giống như là nó không có mặt, nó được loại bỏ, được vắng lặng, thì do tầm tứ được yên tĩnh chứng được nhị thiền. Rồi số 3 là hỷ được yên tĩnh do chứng được tam thiền, tức là lên tới tam thiền thì hỷ được yên tĩnh, à, là chứng được tam thiền. Ở đây ta lấy về tứ thiền chứ không lấy ngũ thiền, là hỷ được yên tĩnh do chứng được tam thiền. Rồi hơi thở ra thở vào được yên tĩnh thì là lúc này là chứng được tới tứ thiền, thì người mà chứng được tứ thiền hoặc là ngũ thiền thì lúc này hơi thở ra thở vào thì nó gần như là vắng lặng, gần như là không có, à, thì chứng được tới tứ thiền. Rồi sắc tưởng không, sắc tưởng thì yên tĩnh, tức là lúc này nó vượt qua khỏi sắc tưởng, tức là không còn tu về những cái thiền sắc sắc giới nữa, tức là không còn bắt lấy cái những quan tướng, không còn bắt lấy những cái sắc pháp, những cái tướng sắc pháp do tưởng, à, do như vậy cái sắc tưởng được yên tĩnh, được vắng lặng, à, do như vậy sắc tưởng yên tĩnh chứng được không vô biên xứ, à, lên đạt tới hòa thiền vô sắc. Rồi cái thiền đầu tiên của vô sắc là không vô biên xứ mà được vắng lặng, là chứng được thức vô biên xứ. Rồi thức vô biên xứ mà được vắng lặng yên tĩnh vượt lên tới vô sở hữu xứ, và vô sở hữu xứ được yên tĩnh, được vắng lặng
bước lên tới cái tầng thiền cuối cùng của bộ sắc là phi tưởng phi tưởng xứ. Ở đây phi tưởng phi tưởng xứ là cuối cùng của thiền vô sắc, nhưng mà với cái thọ tưởng được yên tĩnh do nhập diệt thọ tưởng định, tức là người ta bắt từ cái phi tưởng xứ này bậc gọi là chứng quả từ tam, tức là tam quả lên bậc a la hán lên, người ta nhập vào cái là niết bàn, cái là coi như niết bàn tạm thời đó. Thì lúc này họ đạt với một cái trình độ là vượt qua tới mức cái mức độ mà diệt luôn thọ tưởng, không còn nữa, là tâm tức là ngưng hoạt động, nhập vô diệt thọ tưởng định, tức là coi như là về phần chánh pháp là tạm ngưng đình chỉ và không còn hoạt động, giống như là nó đang hướng một cái trạng thái niết bàn trong một thời gian khoảng chừng 7 ngày như vậy. Thì như vậy thọ tưởng được yên tĩnh là do nhập được diệt thọ tưởng định, khi nhập vào diệt thọ tưởng định rồi thì không còn thọ tưởng, không còn tâm tâm sở nữa. Thì như vậy đó là cái thứ chín vào diệt thọ tưởng định, và cái cuối cùng cái thứ 10 là do đoạn tận các lậu hoặc như là các phiền não tham sân si được yên tĩnh được vắng lặng thì đoạn tận được các lậu hoặc, đó chứng được những cái tầng thừa cái tầng mà đạo quả tối cao, phiền não tham sân si được yên tĩnh vắng lặng, đoạn tận được những cái vậy. Thì đó là những cái cách mà để người ta trình bày cho chúng ta thấy được, do từ cái vắng mặt, từ cái lời nói tới cái tầm tứ hỷ hơi thở ra vào sắc tưởng công như viên xứ, thức như viên xứ, vô sở xứ, và thọ tưởng nhập vào diệt thọ tưởng định, rồi diệt trừ những cái phiền não lậu hoặc và chứng vào trạng thái là vô dư, trạng thái niết bàn. Đó là như vậy. Rồi tới xuống phần tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Một, trạng thái an tịnh lìa xa sự sôi nổi. An tịnh lìa xa sự sôi nổi của tâm và tâm sở. An tịnh lìa xa sự sôi nổi của tâm và tâm sở. Đây là sở tâm và tâm cũng được ha. An tịnh lìa xa sự sôi nổi của tâm và tâm sở. Rồi số 2, phận sự làm cho êm dịu sự sôi nổi. Làm cho êm dịu sự sôi nổi. Tâm và tâm sở không còn dao động. Phần sự làm cho em dịu. Rồi số 3, sự thành tựu tâm sở yên tĩnh, êm dịu, mát mẻ. Tâm sở yên tĩnh, êm dịu, mát mẻ. Số 4, nhân cần thiết, sở tâm và tâm. Rồi, đó là tứ nghĩa của hai cái cặp này, tịnh thân tịnh tâm, là cái trạng thái nó là được an tịnh, nó được yên lắng, nó được lắng động xuống, tránh xa lìa những cái sự sôi nổi của những cái phiền não dục, đó là cái trạng thái của nó, là nó làm cho cái tâm và tâm sở được là yên tịnh, được lắng động, xa lìa các những cái phiền não. Rồi, phận sự của nó là nó làm công việc nó làm cho êm dịu cái sự mà sôi nổi, sự nóng bỏng của tâm tâm sở, và nó giúp cho tâm tâm sở không còn bị dao động, không còn bị là hỗn loạn nữa. Đó là phần sự của nó. Rồi sự thành tựu của nó làm cho tâm và tâm sở được êm dịu, được yên tĩnh, được mát mẻ, không còn có cái sự mà sôi nổi nữa. Rồi nhân cần thiết là phải có tâm và tâm sở, là sở tâm và tâm, đó là cái nhân cần thiết bắt buộc phải có. Rồi đó là tứ ý nghĩa của hai tập sáu này ha. Rồi xuống dòng mình đánh cái chữ đề chữ bát sát thí, đánh cái bông vào dòng là bát sát thí. Tu đến mức độ cao
sẽ trở thành một trong thất giác chi, bát chân giác. Tu đến mức được cao độ cao sẽ trở thành một trong thất giác chi. Sẽ trở thành một trong thất giác chi, một trong thất giác chi, tức là bảy giác chi, bảy chi để giác ngộ, một trong thất giác chi, thất giác chi. À, vậy đó là thất là giác chi đó, bát chân giác. Rồi có bảy pháp giác chi là hai chấm, có bảy pháp giác chi là hai chấm. Một niệm giác chi, một niệm giác chi. Hai trạch pháp giác chi, ba cần giác chi, ba cần giác chi hoặc là tấn giác chi. Vì tấn thì cho nó theo động niệm trạch tấn, nó vần hâm tấn giác chi. Bốn hỷ giác chi, năm là tịnh giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. Rồi như vậy trong cái bảy pháp giác chi này đó thì nó có tịnh giác chi, tức là có cái sự là liên quan tới vấn đề bát sa thí sambocchana, tức là nằm trong cái phần tu tập về cái hai cái tâm sở này, là tâm sở tịnh thân cái tâm đó. Khi tu tập tới một độ cao độ thì nó đi vào trong cái tịnh giác chi, tức là trong bảy pháp giác chi này, thứ nhất là niệm giác chi. Tức là đây là khi mình lên tới bảy pháp giác chi đó thì cái niệm giác chi này nó là một cái tâm sở, nó làm một cái phận sự, nó ghi nhớ được một trong tam tướng, nó đạt tới một cái mức độ là ghi bằng như bắt được những pháp thực tính, chứ là nó không còn có những đi và nắm những cái bắt một cái pháp mà tục đế nữa, những pháp mà coi như mình hiểu trong cái vi pháp mình đã học đó, nó pháp thuộc về tục đế và chân đế đó. Thì lúc mà tu niệm bất chi thì nó bắt một trong tam tướng, nó bắt được cái pháp thực tính, thì gọi là niệm giác chi. Rồi trạch pháp giác chi là nó đạt tới một cái trí phân biệt được một cách rõ ràng tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Trạch pháp giác chi là trí tuệ đó, trí tuệ phân biệt được tam tướng. Tấn giác chi là đạt tới một cái sự mà một trong cái tứ chánh cần, tức là nỗ lực gìn giữ cho cái tam tướng nó được tồn tại, tức là trong cái tấn giác chi này làm được phần sự đó. Và hỷ giác chi tức là hài lòng, thích thú, thích ý khi được duy trì được những cái tam tướng này được tồn tại trong cái thiền pháp, trong cái sự tu tập của mình. Và cái tịnh giác chi này tức là bát sát thí sambocchanga, tức là sự yên tịnh thân tâm đó, tức là chính cái tâm sở, hai tâm sở này nó làm nè, nó làm tới mức độ là do cái tâm mình được yên tịnh thân tâm, vắng lặng thân tâm, nó được phát sanh, nó được yên tịnh vắng lặng từ cái hỷ giác chi này, nó đưa đến cái tịnh giác chi này. Và cái tịnh giác chi mình mới học là tịnh thân tịnh tâm đó, là sẽ khi mà chúng ta tu tập tới mức độ cao thì nó sẽ trở thành một trong những thất giác chi như vậy. Và từ cái tịnh giác chi này, tâm được yên tịnh, được vắng lặng, rồi đưa đến định giác chi là tâm an trú vào một trong những cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và khi tới định giác chi nó bước qua tới xả giác chi và được quân minh trong cái tam tướng đó. Như vậy là bảy giác chi, chúng ta sơ lược chúng ta sẽ thấy
Thì cái chi thứ năm là tỉnh giác chi, chính là bát sát thí sambhocchangga, là sự yên tĩnh an tâm. Rồi đó là sơ lược về bảy giác chi ha. Rồi những điều cần nhớ. Những điều cần nhớ có mặt trong các tâm tịnh hảo. Đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tha. Đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tha. Rồi. Hiệp các thể tánh thiện, thuộc giống thiện quả và duy tác, thuộc giống thiện quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện, đồng sanh với ba nhân thiện của tham, của sân, của si. Đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi ok, tương dần tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Tương ưng với tứ danh quẩn, tương ưng với sắc quẩn. Rồi, như vậy những cái điều cần nhớ chúng ta cần phải biết ha, là nó hai cái tâm sở này, tịnh thân tịnh tâm này, nó luôn có mặt trong tất cả các tâm thuộc về tịnh hảo. Là những cái tâm nào thuộc về tịnh hảo thì hai tâm sở này nó luôn đều có mặt, tức là nó hiện hữu, có mặt trong những tâm tịnh hảo. Và nó đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, tức là tâm sở tịnh hảo thì chúng ta học mình đã biết được nó có 25, thì 2 trừ 2 cái tâm sở này ra thì nó còn 23, tức là khi nó sanh đồng sanh chung với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại cộng với 13 tâm hiệp cùng với các thể tánh, tức là tánh thì có tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký, thì hai tâm sở này nó cùng với thể tánh là thiện và vô ký, nó không có tánh bất thiện đó, nhưng mà thuộc về giống thì nó giống thiện có, giống quả có và giống di lạc có. Rồi nó đồng sanh với ba nhân thiện, tức là khi mà nó sanh lên thì nó đồng sanh chung với ba nhân thiện, vô tham có, vô sân có, vô si có, tức là nó đi chung với cả ba tâm thiện này, và tương hợp với hai thọ hỷ và nó chỉ có hợp với hai thọ hỷ và xả thôi, thọ u không có, thọ khổ không có, thọ lạc không có, là tương hợp với hỷ và xả. Và nó tương ưng với tứ danh quẩn, là thọ tưởng hành thức quẩn, bất tương ưng với sắc quẩn, tức là không có tương ưng với sắc quẩn. Thì như vậy đó là chúng ta đã học xong hai cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm. Bây giờ mới còn giờ học tiếp hai tâm sở nữa ha, quý vị có thấy còn giờ không? Alo, không biết còn hả? Ok rồi, khinh thân khinh tâm ca giá la hưu tà chích ba la hưu tà.
À, chữ này lá hú ta nó từ chữ lắc hú, lắc hú tức là nhẹ mau, à tức là từ chữ lắc hú này nhẹ mau, tiếng Sanskrit là lắc hú ta, tiếng Bali là lá hú ta, à mình biết nha. Rồi chú dòng đặc tính hai chấm, đặc tính của cái hai cái tâm sở này, tinh thần khinh thân khinh tâm, đặc tính hai chấm. Nhẹ nhàng thư thái, dòng là dòng nhẹ nhàng thư thái, dòng tiêu trừ những cái trạng thái nặng nề của tâm tâm sở, tiêu trừ trạng thái nặng nề của tâm và tâm sở. Rồi xuống dòng đánh cái hoa thị là dòng ha, nghịch nghĩa với hôn trầm thủy miên, vì hôn trầm thủy miên nè, nghịch nghĩa với hôn trầm thủy miên, à tức là đặc tính của hai cái tâm sở này là nó là có cái đặc tính là nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó bay bổng, ha, tức là đặc tính của nó. Thì cái tiêu trừ nó là cái đặc tính đó là nó tiêu trừ cái trạng thái nặng nề của tâm tâm sở, làm cho tâm tâm sở được khinh nhẹ, được nhẹ nhàng, được thư thái, và nó nghịch nghĩa với trạng thái hôn trầm thủy miên. Bởi vì hôn trầm thủy miên nó là hai cái tâm sở nó làm cho những cái tâm sở khác bị nặng nề, trở nên nặng nề, trở nên thô cứng. À, cho nên nó là nghịch nghĩa với hai cái tâm sở này, tâm trầm và thủy miên. À, rồi ca giá lá hú ta hai chấm, nguyên chữ ca giá lá hú ta đó hai chấm. Ca giá lá hú ta là tâm sở làm cho thọ tưởng hành uẩn được khinh nhẹ, tâm sở làm cho thọ tưởng hành uẩn được khinh nhẹ, linh hoạt không chậm chạp không chần chờ. Rồi tiếng dòng chích tá lá hú tà, chích tá lá hú tà tâm sở làm cho thức uẩn được khinh nhẹ, linh hoạt không chần chờ, sở làm khinh nhẹ linh hoạt không chần chờ. À, đó là hai cái tâm sở này. Tâm sở thứ nhất là ca giá lá hú ta, tức là khinh, tức là mình dịch là khinh thân, nhưng mà thực sự nó là khinh tâm sở, tức là cái tâm sở nó là tâm sở làm cho những cái tâm sở khác, tức là làm cho tâm sở những cái tâm sở là thọ tưởng và hành uẩn là thuộc về những cái tâm sở. Thì khinh tâm sở này á, nó không phải là khinh thân, phải làm cho cái thân mình nhẹ nha, mà khinh tâm sở là tâm sở nó làm cho những cái tâm sở khác
nó nằm trong thọ tưởng hành quán, được khinh nhẹ, được linh hoạt, được nhẹ nhàng, được không có bị chậm chạp, không có bị rề, là không có bị chần chừ. Thì như vậy là ca dáng lâu ta là khinh thân, hay còn gọi là khinh tâm sở, chứ không phải là khinh về cái thân xác này ha. Đó là ca giá la hữu ta. Còn chích tá la hữu ta là khinh tâm, mình dịch người học là khinh thân khinh tâm. Thì chích tá la hữu ta là chích tá là tâm, thì cái tâm sở này nó làm cho thức quẩn được khinh nhẹ. Thức quẩn chính là tâm, và tâm sở này làm cho thức quẩn được khinh nhẹ, được linh hoạt, không có bị chần chờ, không có bị chậm chạp, không có bị yếu. Thì như vậy là cả hai cái tâm sở này, một cái là khinh tâm sở và một cái là khinh tâm, mình cần phải được hiểu rõ ràng như vậy ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái, cả hai hổ tương làm cho tâm tâm sở được khinh nhẹ. Cả hai hổ tương làm cho tâm tâm sở được khinh nhẹ, linh hoạt. Không chậm chạp, không chần chừ của tâm và tâm sở. Cả hai hữu tương làm cho tâm tâm sở được khinh nhẹ, linh hoạt, không chậm chạp, không chần chừ của tâm và tâm sở. Tức là cả hai cái tâm sở này và khinh thân khinh tâm. Cả hai cái tâm sở này nó làm cho những tâm sở khác được khinh nhẹ, được linh hoạt, không có bị chần chừ, không có bị là chậm chạp ha, làm cho được linh hoạt như vậy. Thì đó là sự hỗ tương của nó. Rồi xuống dòng, vài nét đặc trưng của hai tâm sở này. Hai chấm. Vài nét đặc trưng của hai tâm sở này. Cách đầu dòng, suy nghĩ nhanh, suy nghĩ nhanh. Xuống dòng, mau hiểu, tìm giải pháp để giải khúc mắc nhanh gọn lẹ. Mau hiểu, tìm giải pháp để giải quyết các khúc mắc nhanh gọn lẹ. Rồi xuống dòng, phối hợp với trí, phối hợp với trí sẽ trở thành bén trí, lanh trí hay tốc trí. Phối hợp với trí sẽ trở thành bén trí, lanh trí hay tốc trí. Ok. Phối hợp với trí sẽ trở thành bén trí, lanh trí hay tốc trí. Vì vậy vài cái nét mà đặc trưng của hai cái tâm sở là nhẹ nhàng nữa đó, tâm sở là kinh thân kinh tâm rồi đó, thì nó làm cho mình có được cái sự suy nghĩ nhanh, bởi vì nó nhẹ nhàng mà nó khinh, nó nhẹ, nó làm cho mình tâm óc đầu óc mình được thanh thản, được nhẹ nhàng, mình suy nghĩ được nhanh nhẹ, và mau hiểu. Khi mình suy nghĩ những vấn đề gì mau hiểu, mình rất là dễ tìm được những cái giải quyết những cái khúc mắc trong cái sự suy nghĩ mình cách nhanh gọn. Còn người mà không có cái này, người bị nặng nề tâm, mà nặng nề lúc mà mình bị những trạng thái tâm nặng nề thì mình khó suy nghĩ lắm. Cái suy nghĩ của mình cũng chậm, nó bị đù đi không, nó khó, nó chậm và nó chậm hiểu. Còn người mà có được cái sự nhẹ nhàng của tâm, tâm mình được sự kinh thân cái tâm nhẹ nhàng tốt đẹp lắm, thì nó rất là nhanh và dễ hiểu, dễ tìm ra những cái phương pháp để giải quyết. Đây vậy. Còn khi mà nó mà hai cái tâm sở này nó phối hợp với tâm sở tự nguyên, tức là nó phối hợp với trí tuệ đó, nó điều hợp với trí tuệ nó làm việc, thì nó sẽ trở thành một loại là bén trí, là tâm có một cái trí tuệ sắc bén, có một cái sự lanh lẹ về sự về trí tuệ, nói tới một suy xét vấn đề nhanh nhẹ, tốc trí nhanh nhẹ. Thì đó là hai cái tâm sở này khi nó phối hợp với tâm sở tự nguyên, tức là trí tuệ, sẽ trở thành bén trí, lành trí, tập trí. Thì mới giá chút xíu là làng. Chưa hồi học hết cái tâm sở này thôi Ngân ha.
Rồi, tứ ý nghĩa là xong, tứ ý nghĩa hai chấm. Tứ ý nghĩa một, trạng thái nhẹ nhàng, lìa bỏ sự nặng nề của thọ tưởng hành và thức uẩn. Nhẹ nhàng, lìa bỏ sự nặng nề của thọ tưởng hành và thức uẩn. Hai, tận sự làm cho không bị sự nặng nề chi phối tâm tâm sở, làm cho không bị sự nặng nề tâm tâm sở, làm cho không bị sự nặng nề chi phối tâm tâm sở, hoặc làm cho tâm tâm sở trở nên nhẹ nhàng, hoặc làm cho tâm tâm sở trở nên nhẹ nhàng. Rồi số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu tâm và tâm sở không bị trì trệ và trở nên nhẹ nhàng. Tâm và tâm sở không bị trì trệ và trở nên nhẹ nhàng. Số 4, chân cần thiết. Chân cần thiết có tâm và tâm sở. Rồi, như vậy là bốn ý nghĩa của hai tâm sở là chúng ta được biết là trạng thái của nó là nhẹ nhàng. Trạng thái nhân hai tâm sở này là kinh thân kinh tâm, thì nó làm cho tâm và tâm sở được nhẹ nhàng, không bỏ đi cái sự mà nặng nề của thọ tưởng hành và thức uẩn. Tức là thọ tưởng hành là thuộc về tâm sở và thức uẩn là thuộc về tâm. Thì như vậy cái tầng nhẹ nhàng nó bỏ được cái những cái gánh nặng của những cái sự nặng nề đó, làm cho tâm tâm sở được trở nên là khinh được nhẹ. Và phận sự của nó, tức là công việc của nó, làm cho không bị cái sự nặng nề, nó làm cho không có đeo nặng sự gánh nặng cho tâm và tâm sở, hoặc nó làm cho cái tâm tâm sở của mình trở nên được nhẹ nhàng, được bình an. Rồi thành tựu của nó là tâm và tâm sở không bị trì trệ, không còn bị trì trệ, không còn bị vướng bận nặng nề ha, và nó trở nên nhẹ nhàng, được thanh thoát hơn. Và nhân cần thiết là phải có tâm và tâm sở, tức là có thức uẩn, hoặc là có thọ tưởng hành tâm sở, tức là có những cái nhân cần thiết này thì tâm sở nó phát sanh được. Thì như vậy là chúng ta học xong được cái phần thứ hai, tức là khinh thân khinh tâm, bắt đầu tinh thần khinh tâm và tới khinh thân khinh tâm. Thì nhưng mà học được một cặp thứ hai nữa ha. Thì những cái điều cần nhớ thì nó cũng giống như cái phần trên ha, cái phần bên trên thì cũng có mặt trong các tâm tịnh hảo, nó cũng đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tha. Nó cũng hiệp cùng thể tánh thiện vô ký, thuộc giống quả thiện quả và di tác, và đồng sanh với ba nhân thiện và tương ưng với hai thọ hỷ và xả. Thì như vậy chúng ta đã học xong cái bài học về những cái cặp tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm. Rồi cậu có muốn câu hỏi đố vui không hay là thôi hết giờ có câu hỏi à? Ok, hỏi gì hỏi đi. Dạ thưa thầy, Nguyên Như có câu hỏi thắc mắc cái chỗ tiếng Việt nó dịch đó thưa thầy. Thì hồi nãy thầy nói là khinh thân, khinh tâm, thì cả hai cái này đều là tâm sở hết. Cái chỗ Bali á, là Kaya Lahuta,
thì là khinh thân tâm sở, còn chitta lá hú ta là khinh tâm tâm sở. Nói vậy đúng không vậy thầy? Từ hồi nãy con nghe thầy nói cái chỗ là khinh tâm sở rồi khinh tâm nữa, nó hơi lộn xộn cái chỗ tiếng Hán cái chỗ đó. Dạ thưa thầy, giảng chậm lại chỗ đó lại cho con tụi con hiểu thưa thầy. Dạ con xin xuống rồi. Alo, thì như vậy nãy nói rồi, ca giá lá hú ta, ca giá là thân, là ca giá lá hú ta là khinh thân, tức là mình dịch là khinh thân, nhưng mà thực sự nó là khinh tâm sở chứ nó không phải là khinh cái thân của mình, phải không? Tức là không phải là cái thân xác, mà nó là một tâm sở, nó làm việc là khinh khinh tâm sở. Thì tâm sở khinh tâm sở này đó, nó làm cho những cái tâm sở khác sanh chung với nó được nhẹ nhàng, được linh hoạt. À, thì được gọi là khinh tâm sở chứ không phải là khinh thân tâm sở. Dịch tùm lum nó rối ha. Là khinh tâm, khinh thân, khinh tâm hai cái đó thôi. Thì chữ khinh thân này mình phải nên hiểu đó là cái tâm sở này á, được gọi là khinh thân á, bởi vì nó làm cho những cái tâm sở khác được khinh nhẹ, được linh hoạt, được như là không có bị chậm chạp. Thì như vậy được gọi, có thể nói là khinh tâm sở. Thì mình ghi khinh tâm sở thì đồng nghĩa với là khinh thân. Còn cái chữ khinh tâm á, tức là chích tá là tâm, chích tá lâu ta là khinh tâm, tức là cái tâm sở này á, bởi vì mình đang học về tâm sở mà nó là hai tâm sở mà. Thì cái tâm sở khinh tâm này đó, tức là nó làm cho cái tâm, tức là làm cho cái thức quẩn á, được nhẹ, được khinh khinh nhẹ, được linh hoạt, nó không có bị chần chừ. Thì như vậy được gọi là khinh tâm. Một cái là làm cho tâm sở được khinh nhẹ, một cái làm cho tâm được khinh nhẹ. Thì vì vậy thì mình trong cái danh từ mình dịch chính là khinh thân, khinh tâm, và ca giá lá hú ta là khinh thân, còn chích tá lá hú ta là khinh tâm. Mình ghi vậy nó đúng theo cái trong sách người ta thường hay ghi những cái vấn đề đó như vậy. Nắm được chưa? Alo. Khinh thân bằng khinh tâm sở, đúng rồi. Rồi, giờ còn giờ không vậy? Alo cho biết đi. Mấy giờ rồi? 10:40. Hết giờ hả? Ủa sao hết thì còn. Mà sao vậy, quyết định? Còn ha, còn thêm một vài câu hỏi đó vui cho nó thay đổi không khí. Đủ vui có thưởng nha. Ủa như nãy alo, hình như chưa có đọc kệ Bali với lại kệ với lại tụng Bali với kệ Bali phải không? Hình như bỏ nay bỏ sót hết cái hả? Quý vị muốn kệ không hay là qua phần câu hỏi luôn? Câu hỏi nha, ok. Phải quên nhiều đó đi. Rồi, câu số 1. Câu số 1. Không giới thì không đắc thiền. Vậy khi chứng đắc thiền, giới phần có mặt hay chăng? Không giới thì không đắc thiền. Vậy khi chứng đắc thiền thì giới phần có mặt hay chăng? Đúng rồi, câu số 1 này ha. Không giới thì không có đắc thiền. Vậy khi chứng đắc thiền thì giới phần có mặt hay chăng? Rồi, mời quý vị lên giải đáp câu này ha. Lấy 10 điểm rồi coi. Vậy thưa thầy, Nguyễn Thông nghĩ rằng là không giới thì không đắc thiền, nghĩa là cái có là cái điều kiện để đắc thiền, và khi đắc thiền rồi thì giới có mặt hay không? Mà nếu mà giới khi mà chứng đắc thiền rồi mà giới không có mặt á, thì sẽ mất thiền đi, sẽ bởi vì cái đó là nó có điều kiện để chứng đắc thiền,
Đó là sự suy nghĩ của Nguyên Thông. Có lẽ không đúng nhưng mà cái logic là phải như vậy. Kính thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng tôi đọc cái câu trong lúc đó là một cái bà hoàng hậu của một vua Pasenadi đó. Thì khi mà bà ta tắm thì bà tắm thì bà ta ở trần cái trùng cái gì thì có một vị tiên bay đi ngang qua, bị tai ngang qua là thấy vậy, cái ông ta động lòng, khi động lòng thì ông mất thiền mất gì hết, ông té xuống, té xuống rồi cái ông vua bắt bỏ tù. Bắt bỏ tù, khi bỏ tù rồi học, ông tu lại, nghe thiền lại, rồi ông có thần thông rồi, ông biến bay đi. Thì tôi nghĩ cái sự liên hệ của cái giới và cái sở chứng của người tu sĩ. Bởi vì khi mà có, cho nên cái câu mà khi mà Nguyên Thông cho giới đó, thì Đức Phật giảng dạy là tất cả chúng sanh được nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được cái gì nó cũng nhờ giữ giới, mà hay không có giới là không có cái đó. Đó là con Nguyên Thông nghĩ cái logic là hãy có giới là có thiền, là mất giới thì mất, tôi nghĩ vậy. Xin trả lời lại cho mọi người khác. Nước mô của thầy giá. Dạ thưa thầy, theo nguyên như thấy đó thì trong cái giới phần nó gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái này, thì nó có mặt trong 16 cái tâm, có mặt trong 8 cái tâm siêu thế, và nó có mặt trong 8 cái tâm thiện dục giới mà không thấy hiện của cái tâm đấu đại, tức là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Ý con nói là trong khi cái tâm thiền của cái sắc giới và vô sắc giới thì không thấy nó xuất hiện, mà nó chỉ xuất hiện ở 8. Thiện dục giới người ta đâu có cần cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ngay đó đâu thưa thầy. Và cái đó là cái câu trả lời của con, và con xin xuống ạ. Xa thú nguyên như tao thầy rất là chính xác ha. Thì không có giới thì không thể nào đắc thiền được, thì con là chính xác, là người không có giữ giới, không có gìn giữ những cái giới hạnh như là nào ngũ giới, bát quan giới vân vân, thì không thể nào tu về thiền đắc được. Thì đây phải hiểu là thiền chỉ, là mà tôi không thể nào đắc được, nhưng mà không giới thì không thể đắc thiền.
Nhưng mà vậy khi chứng đắc thiền thì có giới phần hay không? Thì giới phần đây mình học rồi mình đã hiểu đó. Giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới phần. Thì người chứng đắc thiền đó, tức là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì khi cái tâm đắc thiền đó thì nó không có giới phần đó, không có tâm sở giới phần. Giới phần nó chỉ là những cái đối tượng, đó là chúng à, khi mà không có sắc sanh, không có chánh ngữ, không chánh nghiệp, không chánh mạng thì nó mới có giới phần. Còn thiền thì nó không có giới phần nằm trong đó, không có nghĩa là nó không có giới, nhưng mà lúc mà đắc thiền nó có tâm sở giới phần làm sanh chung à, chứ không phải là nó không có giới. Tức là người muốn đắc thiền phải có giới, nhưng mà khi mà vô cái phần chứng đắc đắc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì không có cái tâm sở giới phần làm sanh vô. Thì như vậy đó là cái câu trả lời như vậy. Nguyên Như cũng rất là giỏi ha, xa thứ một thời điểm. Rồi câu số 2, câu số 2 bát chánh đạo, người ghi ghi câu số 2 nha. Bát chánh đạo đến khi nào mới cùng sanh và pháp bản thể là gì? Câu này dễ quá ha. Bát chánh đạo đến khi nào mới cùng sanh và pháp bản thể là gì? Bát chánh đạo đến khi nào mới cùng sanh, đến khi nào mới cùng sanh và pháp bản thể là gì? Bát chánh đạo đến khi nào mới cùng sanh ghi chữ cùng sanh vô, và pháp bản thể là gì? À, câu này dễ quá ha. À, mời quý vị lên nha. Mô Bút Tha Giá. Dạ thưa thầy, Nguyên Như đồng ý dưới chánh tâm, khi mà một cái vị thiền xong rồi, khi mà đắc đạo thì bát chánh đạo tám chi phần đều có mặt một lượt hết. Lúc đó chỉ có một cái lúc duy nhất đó là khi đắc đạo đắc quả, thì trong cái sát na đó là tám chi đạo nó đều có mặt một lượt. Nhưng mà cái chữ mà cái pháp bản thể đó thưa thầy, con không có nhớ nó là cái gì hết, xin thầy giảng chỗ đó ạ. À. Dạ con xin xuống ạ. À. Dạ con chỉ giơ tay lên con trình bày là vậy, là thấy nó có thể là như vậy, cho nên là
xin đưa lên cái ý kiến. Bắt thánh đạo khi nào mới cùng sanh, tức là khi mình đắc quả, tức là phải a la hán thì nó mới có cùng sanh. Và cái pháp bản thể là gì? Pháp bản thể Nguyên Thông nghĩ là nhân quả. Và xin trao mai lại cho người mới, người kế. Chào thứ chào thứ về bát chánh đạo quý vị biết là tám chi đạo, khi nó phát sanh, nó sanh cùng lúc, nó đồng sanh thì nó có sanh đồng sanh trong tám tâm đạo, tám tâm sự thế luôn, bốn đạo bốn quả nó đều có mặt, chứ không phải là bậc a la hán không. Ví dụ như sơ đạo là nó cũng có bát chi đạo đồng sanh, nhị đạo cũng có, tam đạo cũng có, tứ đạo cũng có, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả cũng đều có hết, tức là bát thánh đạo đồng sanh chung trong tâm đạo và tâm quả, tức là trong tâm sự thế. Phải rõ ràng là như vậy, chứ không thể là mình nói là bậc a la hán mới có, nhưng bậc kia không có, mà bát chánh đạo có đầy đủ, không có thiếu chi nào đâu. Rồi cái pháp bản thể của nó là gì? Tức là bây giờ chánh kiến, pháp bản thể của chánh kiến là gì? Chân đế của nó là gì? Chánh kiến là tâm sở gì? Trí tuệ, tâm sở tự quyền, đúng rồi, tâm sở tự quyền đó, Intriya này, bản giá Intriya, tâm sở tự quyền là một. Rồi chánh tư duy tâm sở gì? Thì là tâm, đúng rồi, sa thú, nhờ chánh tâm giỏi quá. Rồi chánh kiến là gì? Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là tâm sở gì, là thuộc nhóm gì? Tâm sở giới phần, đúng rồi. Rồi tới chánh tinh tấn, tâm sẽ cần xa thấu, xa thấu. Rồi chánh tinh tấn và chánh niệm, tâm sẽ niệm. Rồi tới tâm sẽ với chánh định, tâm sẽ gì? Nhất hành, xa thấu, xa thấu. Chánh tâm giỏi quá, xa thấu 10 điểm. Rồi như vậy là bát chi đạo nó có những cái pháp bản thể của nó là như vậy, nó là những cái tâm sở mà chúng ta đã được trình bày như vậy ha. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta nắm rõ ràng như vậy, chúng ta rất là dễ hiểu, khi nghe giảng như vậy cũng rất là dễ hiểu, mình nắm bắt chi pháp rất dễ. Như vậy đến giờ là chúng ta cũng hết giờ, để lớp học hôm nay cũng học của đây là vừa phải lẽ. Cũng do phước báo nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Dạ. Xin chúng nhận lời giảng sư. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ.
Suvatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa bhuta nupave nasada soti pavang tu te pavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa thamma nupave nasada soti pavang tu te pavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa sangha nupave nasada soti vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị lắng lòng thanh tịnh để cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hưng ta hưng ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thân ka ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na wa ka cha phin kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka gamma cha de sa ni gamma cha isara samba na puta sukhita fa wan tu te cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ra la sẵn khô hô tu sa mắn rô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê rằng kha tu sanh thầm mô sắm bê bi thầm ma cha li nô vua thân sắm ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu ý đằng quá tám nề buồn nhằn à sáu quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào tối ngày thứ hai cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam và chúng ta sẽ được học trở lại những câu chuyện về ngạ quỷ sự với sư Thanh và Nguyên Như xin hẹn gặp chư vị vào chương trình tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.